Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Và trong video này thì giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm trở lại để nói về đề tài hot liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ hiện tại. Trước tiên thì Rachel xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel, kính chào quý khán giả. Dạ, thật ra là Rachel cũng mong chờ đến ngày hôm nay để thâu về cái đề tài này rồi. Kể từ đêm thứ ba khi mà bà Kamala và Tổng thống Trump có một cái buổi tranh luận với nhau. Thì thôi bây giờ Rachel cũng xin mời bác sĩ Liêm chia sẻ về cái nhận định của mình trước đi. Cuộc tranh luận cho bầu cử năm nay trên đài truyền hình ABC là một cuộc phục kích cho ông Trump. Cái phe của bà Kamala Harris và đài ABC họ toa rập với nhau. Hai cái vị điều khiển chương trình giúp bà Kamala Harris tấn công ông Trump chứ không phải là để debate. Cũng không có tranh luận gì. Vì mỗi khi họ đặt câu hỏi cho bà Harris là đã biết trước, đã dợt trước, nhưng mà bà không trả lời cái vấn đề của câu hỏi, mà bà đọc thuộc lòng những gì bà đã thuộc và đã tập diễn xuất để mà chứng tỏ là bà là có khả năng. Nhưng thật ra bà không có trả lời. Hỏi đầu tiên nhất là câu quan trọng nhất là cái tình hình kinh tế hiện nay so với 4 năm về trước, thì bà đã hoàn toàn không trả lời. Và bà đã đánh trống lảng và bà đọc một bài học thuộc lòng và diễn xuất. Nhưng mà bà không phải là một nữ diễn viên thượng thạng, cho nên diễn xuất cũng có phần gọi là giả dối. Trong khi đó, ông Trump trả lời câu hỏi, các vị điều khiển chương trình, hai người luôn luôn là fact-checking, tức là cứ nói là ông nói sai, cái này không có, cái kia không có. Trong khi đó bà Harris nói cũng sai, cũng phịa rất nhiều, nhất là khi bà tấn công ông Trump. Chương trình 2025 về IVF, in vitro fertilization, những cái đó bà bịa ra không có sự thật, mà họ cũng không có sửa sai bà. Thành nó chỉ là một chiều, ba người tấn công một người. Tục ngữ Việt Nam có câu ba người đánh một không chột cũng què. Nhưng mà ông Trump đã anh dũng kháng cự và ông cũng đã đặt ra được nhiều trả lời để có lợi cho ông. Thành ra mặc dù bà Harris có vẻ là thắng thế, nhưng mà sau cuộc tranh luận, những người cử tri mà chưa quyết định mà được các đài CNN, MSNBC hay là cái báo New York Times hỏi, thì họ lại nói là theo kinh nghiệm của họ thì cuộc sống của họ trong cái thời ông Trump làm tổng thống tốt hơn bây giờ. Thành ra họ có thể là sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Và khoảng 2/3 những người mà được phỏng vấn là những người chưa cử tri, chưa quyết định, họ đã nói như vậy. Trên bề mặt thấy như là bà Harris thắng thế, nhưng mà trên thực tế với phỏng vấn các cử tri đó thì thấy hình như là ông Trump cũng không có thua. Cái mà quan trọng nhất cho tôi là một người Việt tị nạn cộng sản và bây giờ một công dân Mỹ gốc Việt là tôi không thích Marxist, tôi không thích cộng sản. Mà khi ông Trump nói rằng bà Harris là đang theo Marxist tại vì cha của bà dạy kinh tế Marxist ở Stanford và hiện nay cái đường lối chính trị của bà là Marxist, thì bà không có phản đối, bà không có từ chối và bà nhìn xuống như là một cái sự chấp nhận. Và như vậy, một người Việt tị nạn cộng sản như tôi sẽ không bỏ phiếu cho một cái liên danh mà đứng đầu bởi một người Marxist và đứng thứ nhì là một người thân cộng sản, tàu cộng sản là ông Tim Walz. Thành ra cái liên danh đó theo tôi là cộng sản vào Mỹ. Quý vị nghe bác sĩ Liêm trình bày, và đặc biệt là cái phần quan trọng ở đây đó là hiện nguyên hình Marxist. Tại vì thường thì báo chí theo cánh tả nhiều thì họ sẽ không có nói gì liên quan đến là ba bà này dạy ở trong trường và chuyên về cái ngành dạy Marxist. Chỉ có ngày mà tranh luận đó thì Tổng thống Trump đã nói ra. Thì nếu mà chúng ta nhìn sâu lại và nhìn lại trước đây về bà Kamala, bà từng có những cái video bà nói về hướng đến cái thế giới đại đồng, đúng không bác sĩ Liêm? Đúng, bà cứ tiếp tục tuyên truyền cho cái gọi là equity. Thay vì Mỹ thì cái nguyên tắc của đời sống ở Mỹ theo hiến pháp là equality. Equality là tất cả là được đối xử ngang nhau. Nhưng mà equity theo như bà Harris và theo như thuyết cộng sản thì là phân chia đồng đều. Cái đó là cộng sản. Cái đó sẽ đưa đến hàng hóa thiếu hụt, kinh tế suy sụp và tất cả mọi người đều nghèo. Dạ.
Nếu mà những quý vị nào mà đã từng sống qua những năm sau năm 1975 ở Việt Nam thì quý vị hiểu rất là rõ về cái việc là hướng tới thế giới đại đồng là như thế nào, chỉ một đêm thôi tất cả nghèo giống nhau. À, thì chuyện đó đã xảy ra ở Việt Nam của mình rồi, cho nên khi mà mình nói đến là những cái chính sách hay lý thuyết của Marxist là mình bị gợn ra ra. Đúng rồi, và không những là những cái chính sách đó đã đưa đến nghèo đói một khi một cái đảng cộng sản nó đã cầm quyền, mà hiện nay cái đảng cộng sản đó ở Mỹ là đảng Dân Chủ, một khi họ đã cầm quyền thì họ đã sẽ trở thành độc tài đảng trị, họ dùng công an cảnh sát để kiểm soát người dân, và họ là sẽ một là đảng, độc tài muôn năm. Thì cái đó là mình không thể nào chấp nhận, mà mình không thể nào để con cháu mình phải sống trong một cái xã hội như vậy. Dạ, và có những cái điều mà bác sĩ Lim có nhắc đến ở đây là trong cái lúc mà bà Kamala bà nói chuyện thì mọi người cũng nghe chính miệng bà nói về là Tổng thống Trump Project 2025 của Tổng thống Trump, nhưng mà người ta đã nói rất là rõ cái project này nó không phải của tôi, nó của cái nhóm khác của Heritage Foundation, không phải của tôi. Nhưng mà tại sao mình nhét chữ vào miệng người? Thì bà nói láo, nhưng mà cái hai người điều khiển chương trình là đồng lõa với bà, thành ra họ không nói là à, cái đó không đúng, ông Trump đã phản đối rồi, ông Trump và cái cuộc bầu cử của ông đã nói rõ trước rồi, cái đó là cái bổn phận của họ phải nói như vậy. Nhưng mà họ không nói như vậy, và ông Trump có minh bạch nói rằng cái đó không phải của tôi, thì cái ông Trump trả lời như vậy cũng là đúng. Và Harris nói láo và tố khổ người ta bằng cách buộc tội tố khổ. Và hôm nay có cái video tiết lộ của một giới chức cao cấp ở Bộ Tư pháp Mỹ rằng là những cái lời cáo, những cái buộc tội, cáo tội và kết tội của ông Trump năm nay toàn là ảo, toàn là dỏm, là vu cáo. Nhưng mà họ làm như vậy tại chỉ vì ông là ứng cử viên. Yeah. Thành ra đảng Dân Chủ đang trở thành một cái đảng độc tài. Bà Kamala Harris là một Marxist và ông Tim Walz là một người thân cộng sản Tàu. Nếu mà họ lên cầm quyền, nước Mỹ sẽ trở thành một chư hầu, một thần phục của cộng sản Tàu. Cộng sản Tàu sẽ chinh phục Mỹ. Nếu mà cuộc bầu cử tháng 11 này Harris và Walz thắng, thành ra đây là trận chiến cuối cùng cho tất cả chúng ta. Chúng ta đã chọn sống tự do ở Mỹ, mà bây giờ cộng sản nó lại theo đuổi vào đây, nó xâm nhập vào trong đảng Dân Chủ, nó có một liên danh để ứng cử tổng thống. Nếu chúng ta không có sáng suốt mà bỏ phiếu cho Harris và Walz thì chúng ta sẽ sống với cộng sản, mà không những như vậy, nước Mỹ sẽ là thần phục nước Tàu. Bởi vậy đó, như chưa bao giờ hết, càng ngày càng tiến gần đến cuộc bầu cử thì cuốn sách liên quan đến là trận chiến cuối cùng nó càng hiện ra rất rất là rõ. Là tại sao bây giờ đúng lúc là trận chiến cuối cùng rõ ràng? Có nghĩa là mình không có được quyền lựa chọn, mà mình phải đi bầu, và mình phải đi bầu cho cái đảng hướng về tự do. Đó là đảng Cộng Hòa. Đúng rồi. Nhóm Vaca chúng tôi có dịch cuốn sách The Final Battle của David Horowitz là tiếng Việt, gọi là trận chiến cuối cùng. Quý vị có thể mua ở trên Amazon. Đồng thời nếu mà quý vị muốn con cháu của quý vị đọc về cuốn sách đó bằng tiếng Anh thì họ cũng bán trên Amazon. David Horowitz là tác giả, và cái tên của cuốn sách là The Final Battle. Thì quý vị thấy trên màn ảnh ở đây nha, cái cuốn sách tiếng Anh và cuốn sách tiếng Việt. Với lại là gần đây thì Rachel cũng biết là bác sĩ Lim cũng có lên kênh của anh Nguyễn Tường Tuấn là nhiều để mà chia sẻ về đặc biệt là chính trị, đúng không? Thì thường thì một tuần bác sĩ Lim ra mấy cái video sẵn cho quý vị có thể là biết vào qua bên kênh bên kia cũng nghe thêm nữa. Dạ vâng. Ngày hôm qua anh Nguyễn Thường Tuấn và tôi có một cái video bàn cãi chi tiết về cái cuộc tranh luận tối thứ ba. Quý vị có thể qua diễn đàn KBC xem cái video đó. Dạ. Và thường thường một tuần bác sĩ Lim ra mấy cái video bên kia? Một. Một cái video à? Ok, giống như là chỉ có khi nào mà có những cái chương trình hot, khẩn cấp riêng thì thâu thêm, còn không ấy là thường thường là một cái video. Một video, tại vì anh Tuấn, anh làm cái video tới một tiếng đồng hồ, nó dài đủ rồi. Dạ,
Thật ra là cũng thương anh Nguyễn Trần Tuấn bên cái diễn đàn KBC quý vị, tại vì anh lên chương trình đã nói mỗi ngày, và đặc biệt là nói về thời sự, đặc biệt là ngay bây giờ là bầu cử Mỹ, là chính trị Mỹ. Anh cũng yêu tự do và anh rất là ghét độc tài cộng sản, cho nên là quý vị sẽ nghe nhiều về những cái đề tài đó nhiều hơn. Thay vì là kênh bên Rachel thì quý vị có thể là qua bên đó nghe, ủng hộ ảnh cũng như là bấm nút subscribe nha. Bạn bè với nhau thì cũng giới thiệu cho nhau một tí xíu. Và chương trình của ảnh còn có ông Phạm Văn Nam, ông đó là cũng giáo sư về kinh tế. Thỉnh thoảng cũng có anh tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, người bạn thuở thiếu thời của tôi, là tiến sĩ về kinh tế tài chính từ trường Wharton, danh tiếng nhất thế giới. Chương trình rất hay. Dạ rồi, quay lại với cái việc bầu cử của năm 2024 thì một trong những cái điều mà mọi người quan tâm ở đây á, là trong cái thời gian qua bên Dân Chủ họ mở biên giới ra cho người nhập cư bất hợp pháp và rất là nhiều, thì có một số người cũng đặt câu hỏi là nghe nói là họ sẽ cho những người đó bầu cử luôn, có đúng hay không? Thì hiện tại theo anh chủ biết là chưa có được, thì không biết bác sĩ Liêm có thể cập nhật thêm cho mọi người liên quan đến vấn đề đó được. Trên luật pháp, không phải là dân Mỹ thì không được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Nhưng mà có một vài sở tại quận hạ, họ cho đi bỏ phiếu về các chức sheriff, quận trưởng rồi này kia. Nhưng mà đó là trên lý thuyết trong cuộc bầu cử 2020. Vì cái đại dịch, người ta không dám đi tới phòng phiếu, cho nên họ cho bỏ phiếu bằng thơ và bỏ phiếu bằng thùng, phiếu để ngoài đường. Thì khi đó có rất nhiều phiếu rất là phức tạp, không có kiểm soát được ai là công dân, ai là không công dân. Thì bây giờ những tiểu bang mà quốc hội do kiểm soát bởi đảng Cộng Hòa thì họ đã có luật mới để cấm những cái thùng phiếu ngoài đường rồi này kia, và hạn chế cái việc bỏ phiếu bằng thơ, chỉ cho những người mà có công việc, công tác và có điền phiếu trước thì mới gửi thơ vào được, và chỉ đếm phiếu cho tới cái ngày bỏ phiếu đó thôi. Nhưng mà những cái tiểu bang mà kiểm soát bởi quốc hội tiểu bang, kiểm soát bởi đảng Dân Chủ, thì họ vẫn cố tình bỏ phiếu để thùng ngoài đường, hay là không kiểm soát ID, không cần căn cước, giấy tờ gì hết cũng bỏ phiếu. Trên lý thuyết, những cái trường hợp như vậy cũng có thể để cho người di dân không phải là chưa trở thành quốc tịch Mỹ và có thể là di dân bất hợp pháp vẫn có thể bỏ phiếu được. Tại vì nếu mà họ có được hưởng phúc lợi thì họ sẽ có tương tự như là số Social Security, mà khi họ có cái đó thì họ có thể bỏ phiếu bất hợp pháp, nhưng mà không có cách gì mà truy cứu ra được. Thì ông Elon Musk, ông đã nói rõ như vậy. Ông là một người rất là thông minh và ông rất là giỏi toán. Khi mà nói về giỏi toán thì nói đến Elon Musk thì ai cũng phải công nhận là ông nói là quá giỏi, quá tài rồi. Đứng đầu khi ông nói thường là đúng. Với lại là quý vị nghĩ đi, thí dụ như là năm nay, năm 2024, họ làm những cái cách mà giống như bác sĩ Liêm nói để cho những người này họ bỏ phiếu. Nhưng mà đặc biệt là quý vị nghĩ 4 năm sau đi, cả triệu người vào như vậy, thì bây giờ họ tìm cách để từ đây cho đến 2024 những người này trở thành quốc tịch Mỹ, thì quý vị nghĩ là cái số phiếu nó sẽ như thế nào nữa? Cho nên cái đó là một strategy đã họ đang làm cho những cái bầu cử sắp tới nữa. Chiến lược. Chiến lược, yes. Nếu mà ông Trump, ông Vance đắc cử thì họ có chương trình trục xuất những cái người nhập cư bất hợp pháp trong mấy năm qua, nhất là những người tội phạm. Nếu mà có bằng chứng phạm tội ở Mỹ hay là có tiền án đã phạm tội ở quốc gia gốc của họ, thì những người đó lập tức sẽ bị trục xuất. Thì cái đó là chuyện rất hay, nên làm. Sẽ làm giảm cái vấn đề tội phạm ở Mỹ và giảm cái vấn đề di dân lậu. Tại vì họ biết rằng nếu họ vào, họ sẽ bị trục xuất. Quý vị nghe cái điều này, nếu mà ở nhà của quý vị hay là quý vị đi đâu đó mà nghe mọi người, bất cứ người nào mà họ nói là ông Trump ổng nói rằng ổng trục xuất người nhập cư vào Mỹ hay là ổng kỳ thị người nhập cư, thì quý vị phải nói lại một cách rất là rõ, tại vì họ đang đánh tráo khái niệm. Và có những người này họ bị hiểu lầm nữa là nhập cư bất hợp pháp nha. Cái chữ bất hợp pháp nó hoàn toàn nó khác với là những người nhập cư nha quý vị. Đúng. Dạ. Và Mỹ mà có visa thì đâu có bị trục xuất.
Ngoài trừ là phạm tội thì có thể bị trục xuất, nhưng mà nếu vào Mỹ mà không có visa là vào Mỹ bất hợp pháp thì đáng được trục xuất. Tại vì chính bản thân của Rachel ở Georgia, nhiều khi mình đi trên xe mình mở radio á, bây giờ cũng nghe cái cách họ tuyên truyền cái kiểu là như vậy. Đảng Cộng Hòa Trump các bạn phải ngăn chặn ông, tại vì ông sẽ trục xuất những người immigrant, những người rất là tốt lành muốn đi tìm cơ hội. Thì cái đó rõ ràng là tuyên truyền sai sự thật rồi. Nói tào lao xịt bợp. Đó, cho nên là, nhưng mà có nhiều người người ta không hiểu đủ và người ta bị hiểu lầm về cái đó nữa, cho nên là mình phải nói rõ cái vấn đề này. Đúng rồi, ít người muốn đi vào Việt Nam hay là muốn đi vào Tàu, nhưng mà lấy ví dụ, bây giờ ai muốn nhập cảnh Việt Nam hay là nhập cảnh vào Tàu bất hợp pháp thì xem có bị trục xuất không, sẽ bị bắt và sẽ bị trục xuất. Đúng rồi. Thì tại sao trong trường hợp của nước Mỹ lại không thể làm được như vậy? Phải làm, nhất là những tội phạm. Cái phần đó rất là quan trọng. Rồi bây giờ mình trở lại với cái vấn đề là cái buổi tranh cử của ngày hôm đó đi. Thường thì những cái câu hỏi là họ sẽ không có cho biết trước, đúng 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 cái luật là không có cho biết trước những cái câu hỏi. Đúng, theo giao ước. Theo giao ước. Nhưng mà chuyện gì Giao. đằng sau hậu trường thì không biết họ làm cái gì. Đúng rồi, đồng lõa với nhau. Thì cái đó cũng đã xảy ra trong quá khứ rồi. Trong quá khứ đã có xảy ra và năm nay thì lại xảy ra lần nữa, ai cũng thấy hết. Nhưng mà dù sao thì cũng phải cho điểm cho bà này một tí xíu. Nếu mà so sánh bả với cái ông Joe đợt trước thì bả làm tốt hơn ông Joe rất là nhiều, thì cái đó thì mình thấy có. Nhưng mà còn cái chuyện mà ba chọi một như vậy thì rõ ràng là không có công bằng với Tổng thống Trump. Thì bà trẻ hơn thì bà có sức lực hơn, thì ông kia mà bà chưa bị lãng trí, thành ra ông kia vừa vừa ốm yếu già sọm mà còn bị lãng trí, thì cái đó là quá rõ. Nhưng mà bà có làm cái gì tốt đâu, chính sách của bà là hoàn toàn là sai, bà là Marxist làm sao tốt được. Bà chỉ hứa cho người này mấy ngàn mua nhà, người kia mấy chục ngàn làm tiểu thương, người này mấy ngàn để làm cái gì đó, toàn là cứ phát tiền thôi. Nhưng mà tiền của ai, tiền ở đâu ra, mà mình đang có lạm phát mà chính phủ tung thêm tiền mà tiền không có thì sẽ làm mất giá đồng tiền và sẽ làm lạm phát nó tăng lên, đó là căn bản kinh tế. Nhưng mà bà là một người Marxist, bà đâu có cần. Thành ra cái nhóm này là nhóm Marxist cộng sản, rồi bây giờ lại có cái nhóm cựu cộng hòa kỹ nghệ chiến tranh ủng hộ cái Marxist là cha con Dick Cheney. Đó là những người buôn bán trên máu và giết chóc, tức là Marxist xã hội chủ nghĩa về kinh tế là xài tiền của người khác mà họ không có rồi cứ xài để mà mua phiếu. Rồi lại thêm cái nhóm cha con Dick Cheney, gia đình McCain, gia đình Romney là những cái người tục gọi là Cộng hòa, nhưng mà là ở trong kỹ nghệ chiến tranh họ làm giàu bằng cách gây chiến tranh, ngụy tạo hồ sơ tình báo để đưa quân đội Mỹ ra tham gia chiến tranh, tức là họ đưa con cái của người khác đi vào những cái chiến tranh để mà bị thiệt hại, giết người khác rồi bị giết, nhưng mà họ làm lời. Thành ra tổ hợp giữa Marxist dân chủ và Cộng hòa kỹ nghệ chiến tranh là một cái tổ hợp rất là độc ác, gọi là axis of evil, cái tổ hợp rất là độc ác, mà đó là muốn làm tổng thống và phó tổng thống Mỹ bây giờ. Thì cái đó chỉ là cái cộng sản Marxist thôi là mình đã phải phản đối rồi, bây giờ lại thêm cái tụi kỹ nghệ chiến tranh làm giàu bằng tiền máu vào trong đó nữa thì mình lại càng thêm gác bỏ, khinh bỏ cái nhóm Cheney, đó là rất là đáng khinh. Bởi vậy giờ trong cái cuộc tranh luận đó, bà cũng có nêu lên tên của cái bà Lee Cheney với lại là Dick Cheney nữa. Thì quý vị thấy rồi là cái gia đình đó là ngay từ lúc đầu là không có ưa Tổng thống Trump rồi. Tại vì Tổng thống Trump cản mũi họ, cản đường họ. Thì họ đang làm tiền bằng trên xương máu của người khác trên khắp thế giới, mà bây giờ tự nhiên đồng tiền nó bị cản tại vì ông này ông muốn gây hòa bình, thành ra họ ghét ông là vì vậy. Nhưng mà họ là thuộc loại cùi hủi trong chính trị, thành thành bây giờ chỉ có cái tụi cộng sản Marxist của Harris và Walz là nhận.
Rồi, hay quá. Nếu mà quý vị nghe đến cái buổi tranh luận đó, có một điều là bà hứa rất là nhiều, hứa rất là nhiều, rồi thất hứa cũng rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà cái phần cuối là cái phần kết lại thì Tổng thống Trump nói những cái điều bà hứa rất là nhiều. Tại sao bà không làm 3 năm rưỡi về trước? Và chị cũng muốn nghe bác sĩ Liêm bình luận về vấn đề đó. Tại vì bà toàn là nói không, nhưng những cái điều mà bà nói có thể làm 3 năm rưỡi trước rồi, thì tại sao không làm? Nói thì ai nói cũng được. Mà muốn mua phiếu thì hứa cùi, hứa trăng, hứa cùi, hứa cái gì cũng hứa. Nhưng mà đã cầm quyền gần 4 năm mà không làm, mà ngay cái nhiệm vụ chính của bà là kiểm soát biên giới, kiểm soát di dân lậu mà bà cũng thất bại. Thì bây giờ bà hứa như vậy thì bà đâu có làm gì được. Mà bà cứ bắt chước người khác rồi này kia đó, bà là biến hình biến dạng. Nhưng mà thật ra cái cốt lõi của bà là Marxist. Thành ra khi mà ông Trump nói bà là Marxist thì bà không có phủ nhận, bà không có từ chối, bà không có phản đối. Tại vì bà là Marxist và Tim Wong là tay sai của Cộng sản Tàu, tôi sợ như vậy. Vì hiện nay gọi là cảm tình viên nhưng mà có thể là tay sai rồi. Thành ra cái liên danh này mà nó vào là nguy hiểm lắm. Rồi nó lại có cái tuổi kỹ nghệ chiến tranh và tình báo của cha con Cheney vào nữa. Người dân Mỹ không thể nào mà có giữ được tự do, giữ được cái nhân quyền mà mình có. Chúng nó sẽ vi phạm hiến pháp, chúng nó sẽ sửa hiến pháp, và nước Mỹ mà mình biết kể như chấm dứt. Thành ra đây là trận chiến cuối cùng. Quý vị đồng bào Việt gốc Mỹ xin nghe tôi nói, đây là trận chiến cuối cùng. Chúng mình đã bỏ quê hương, chúng mình đã liều thân sống, chúng mình đã là boat people, chúng mình đã là người đi băng rừng qua Campuchia, qua Thái Lan, mà bây giờ qua được tới Mỹ tìm lại được tự do thì lại bị tụi cộng sản Marxist, cộng sản Tàu nó theo đuổi tới đây, và bây giờ nó sắp đến cái ngưỡng cửa để mà chiếm cái chính quyền ở Mỹ. Chúng ta phải chặn đứng cái đó, quyết tâm chặn đứng, không thể nào để chúng nó thành công được. Đây là trận chiến cuối cùng. Đó, quý vị, cái phần kết của bác sĩ Liêm rất là hay luôn. Và nếu mà quý vị cứ ngẫm nghĩ lại đi, nếu như mà đợt này Tổng thống Trump mà không có thắng, mà bên kia nó mà thắng, thì cái hậu quả sẽ như thế nào? Bên ngoài thì bên Tàu họ muốn đưa hai cái người này lên, bên trong họ kết hợp với những người giống như gia đình của bà Liz Cheney để mà kết hợp với bên Tàu đưa hai người này lên. Thì họ, dĩ nhiên những người có quyền lúc nào họ cũng muốn giữ toàn quyền để họ có thể là cai trị người dân thôi. Thì quý vị thấy rồi, sẽ có một cái chính phủ toàn cầu, và nước Mỹ sẽ là thần phục cái chính phủ toàn cầu đó. Và cái chính phủ toàn cầu đó, cái người mà nắm đầu trên hết sẽ là những cái tay chân của Tàu Cộng sản, cùng với cái nhóm WEF, World Economic Forum ở bên Thụy Sĩ, nó sẽ cầm đầu. Dạ rồi, hay quá. Cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều. Không biết còn gì bác sĩ Liêm muốn cộng thêm trước khi mà chúng ta chấm dứt video này hay không? Không, nhưng mà chúng mình phải quyết tâm là không thể nào để cho Cộng sản vào Mỹ mà chiếm chính quyền được. Mà cái cuộc bầu cử năm nay, mùng 5 tháng 11 này, là cái cơ hội cho tụi nó cướp chính quyền. Và mình không thể nào để cho chuyện đó xảy ra được. Đó là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Quý vị đừng có để những cái lời hứa suông, hứa cuội của bên Dân Chủ để rồi mình bị lừa gạt. Mình đã từng, những người ở trong miền Nam đã có những người đã từng bị lừa gạt rồi. Cho nên quý vị thấy cái hậu quả của Sài Gòn ở 30 tháng 4 rồi. Thì bây giờ ở Mỹ chúng ta không thể nào để cho cái chuyện này xảy ra được nữa. Cảm ơn bác sĩ Liêm rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị nhớ giúp share cái video này ra nha quý vị. Chúng tôi cố gắng để mà truyền tải những cái thông tin và mọi thứ để cho chúng ta hiểu được tại sao nó vô cùng quan trọng để tháng 11 2024 này phải đi bầu cử, mà phải bầu cử đúng bên team Tổng thống Trump, chứ không có đi đâu ngoài cái bên Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Còn nếu không thì cái hậu quả sẽ rất là lớn luôn. Xin chào bác sĩ Liêm và xin hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye nào. Xin chào.